Kính thưa quý vị, tiếp theo trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi xin cảm ơn mới nhận được quà của khán giả. Quý vị biết rằng là đây là cái dây chuyền hình quả tim với lại thánh giá của một khán giả tên là Vũ Thị Kim Loan, à, cảm thấy có trách. Thưa giáo sư, nhân dịp ngày sinh nhật của giáo sư Kim Loan, xin mến chúc giáo sư được tràn đầy ơn trên hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria để tiếp tục con đường vinh danh chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, để cho bà con chúng tôi được lắng nghe mỗi ngày. Xin cảm ơn giáo sư Vũ Thị Kim Loan, Iowa. Đây là một cái sự kiện mà làm cho chúng tôi rất sung sướng, và chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng đồng bào thương yêu một cách quá sức và làm cho Dương Đại rất xúc động. Cảm ơn quý vị. Và xin ơn trên trả công bội hậu cho quý vị đã thương yêu Dương Đại Hải. Tuyệt vời. An ủi cho người làm truyền thông, nhất là cái quãng đời 80-90 thì Dương Đại Hải là một điều hay. Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về Tổng thống Donald Trump. Và chúng tôi cũng còn rất nhiều người cũng hỏi mua cái khẩu trang, thì chúng tôi cũng xin thưa thêm là quý vị thông cảm cho là vì cái số người mua nhiều quá mà cái số nhân viên có hạn. Rồi cũng như ông Tài Lư, ông ấy bảo ông chưa gửi, nhưng mà anh em họ tìm chắc chưa ra. Và quý vị nhớ một câu là khi quý vị nhận check, nhận khẩu trang rồi thì anh em người ta mới cash cái check của quý vị. Người ta không sợ mất tiền, người ta chỉ sợ quý vị buồn. Đấy, cho nên đó là đường lối làm việc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hải ngoại. Rất trung tình, trung tín đối với quý vị khán giả, mọi người. Cho nên quý vị chịu khó, nó trễ đúng là vì số người làm tình nguyện ấy mà. Có lương đâu, toàn anh em chúng tôi toàn làm tình nguyện ấy. Dương Đại Hải cũng tình nguyện, mọi người cũng đều tình nguyện để mình đề cao cái vai trò của quốc gia của chúng ta lên. Cho nên có nhiều người họ không hiểu, họ tưởng rằng là tiền rừng bạc bể. Từ Dương Đại Hải ngồi nên nhiều tiền lắm. Sáng danh Chúa, vinh danh chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, nhất là Ngô Đình Diệm. Cái tinh thần Ngô Đình Diệm chúng ta không thể nào thờ ơ được, thì chúng ta có một nước Việt Nam tuyệt vời. À, khán giả ở bên Úc Lệ Lợi, ở bên Pháp, ông Bùi Nam cũng gửi cho Hải một cái email nói về cái chính phủ Tân Việt Nam. Đó là một điểm hay. Trăm hay không bằng tay quen. Chúng ta yêu nước, chúng ta tổ chức, chúng ta phát triển, chúng ta hoạt động, thế nào chúng ta cũng thành công. Bởi toàn là những người làm việc không cơm, ăn cơm nhà vác ngà voi, có đúng không? Cái chính nghĩa ở chỗ đó. Rồi chúng tôi như có ông Lý Quốc, ông ấy gửi cho chúng tôi một bản tin, nó là Cộng sản của Đảng Dân Chủ bây giờ, nó gửi cái loại voting by mail, tức là bỏ phiếu bằng bưu điện. Nó tới từ nhà, nó gửi. Và nó nói rằng là nó cũng đôi khi nó hù những người mình không biết tiếng Anh. Nó bỏ vào cái ngày mùng 3 tháng 11 tới đây sẽ không có thùng phiếu. Câu chuyện còn 5 tháng nữa mà giờ nó nói rồi. Và ông Lý Quốc, ông cũng nhận được cái mail của Đảng Dân Chủ, nó nói như thế. Cho nó khuyên mọi người hãy bỏ phiếu bằng bưu điện. Thế thì thưa với quý vị, tại sao chỉ có Đảng Dân Chủ nó vận động mà Đảng Cộng Hòa không có? Là vì Đảng Dân Chủ nó ăn gian lâu nên nó quen rồi. Tôi đã thưa với quý vị, trong cái mùa bầu cử 2016, Đảng Dân Chủ nó ăn gian đến 10 triệu phiếu. Cho nên Hillary báo cáo nói rằng hơn Donald Trump đến 3 triệu phiếu. Rồi đến năm 2018 vừa rồi, Đảng Dân Chủ nó cũng ăn gian được vào khoảng 4-5 triệu phiếu. Cho nên nó mới nắm được cái quốc hội. Vì vậy tôi chỉ thưa với quý vị có một câu thôi. Nếu quý vị muốn Đảng Cộng Hòa thành công để tiêu diệt xã hội chủ nghĩa
Cho đến bây giờ thì mọi người đều biết rằng là Đảng Dân Chủ muốn Hoa Kỳ trở thành xã hội chủ nghĩa. Mà đối với ai? Chứ đối với Việt Nam chúng ta hiểu xã hội chủ nghĩa quá rồi. Nếu mà xã hội chủ nghĩa mà thành công, mà tốt đẹp, tại sao dân Việt Nam phải tìm cái chết trong cái sống ra biển, đóng tiền cho nó năm số cây, rồi ra biển, rồi chết, rồi bị hiếp dâm, hải tặc, mà người ta vẫn đi. Nếu mà xã hội chủ nghĩa tốt, thì tại sao trên thế giới người ta bỏ xã hội chủ nghĩa để người ta đến với Hoa Kỳ? Mà quý vị có bao giờ nghe dân ở Hoa Kỳ người ta phải vượt biên để về tìm về với cộng sản xã hội chủ nghĩa không? Quý vị bảo bây giờ cũng có một số người Mỹ người ta về Việt Nam sống. Đây là những cái người già sắp chết, họ muốn chết ở quê nhà. Quý vị tìm cho tôi những người mà còn thanh niên, tuổi trẻ, tương lai tràn đầy mà bỏ nước Mỹ về Việt Nam mà ở. Tôi sẽ ca tụng trên đài 2 tuần lễ. Tôi nói nhiều lần với quý vị rồi, nếu Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Tàu có cái hay cho tôi biết, tôi sẽ ca tụng 2 tuần trên đài truyền hình. Mình là người làm việc công bằng. Nếu Cộng sản có cái hay mình phải ca tụng chứ. Mà cho đến giờ này thì toàn thấy người ở Việt Nam bỏ qua Mỹ. Cộng sản bây giờ có tiền họ cũng bỏ qua Mỹ. Những cán bộ, những cán ngố có tiền người ta cũng đi qua Mỹ. Cho vợ, cho con có Mỹ ở. Bên Tàu cũng qua Mỹ. Bắc Hàn cũng qua Mỹ. Liên Xô trước rồi cũng qua Mỹ. Con gái Sterling, con cháu của những tên cộng sản có tên nào không ở Mỹ đâu. Ngay ở Việt Nam mấy tên cộng sản lớn con ông ở Mỹ, tôi muốn lấy tên. Chỉ có cái dân thấp cổ bé họng nghèo họ mới ở với cộng sản. Là vì họ kẹt, sống không được, chết không được. Và nay kiểm soát, mai kiểm soát, sáng 5 giờ nó quát loa vào đầu phải nghe. Mọi giờ như thế làm sao dân đó ở được. Cho nên trở lại vấn đề, Tổng thống Donald Trump thành công quá lớn. Trong cái bài diễn văn của ông vừa rồi, quý vị nhớ nhé, 110 ngày trong cái dịch Vũ Hán người ta không cho ra đường và không cho họp hành đông đảo. Bây giờ thì tự do rồi, cho nên dân chủ nó mới sợ, nó kiện tòa án tối cao pháp viện ở bên Oklahoma để xin tòa cái lệnh không được tập họp đông người. Và tối cao pháp viện ở bên tiểu bang người ta bảo tụi bay tào lao. Cái vấn đề dân chúng người ta muốn làm gì người ta làm. Người ta tập họp, người ta muốn đi theo Tổng thống Donald Trump, đó là chuyện của dân. Dân chủ sao không làm đi? Dân chủ bây giờ quý vị biết tên Joe Biden nó vẫn nằm ở dưới hầm. Nó ra vận động tranh cử vẫn đang nằm ở dưới hầm. Từ hồi đó đến giờ nó chưa ra khỏi hầm. Rồi có một vài nơi nó quảng cáo nó vận động thì nó lại phải cách ly. Cứ một vòng như vậy, 6 feet. Cho nên cuối cùng Đảng Dân Chủ chỉ có vào khoảng một vài chục người tới để nghe. Trong khi Donald Trump, quý vị thấy, như kiến. Còn cái vấn đề hình chụp trong cái mấy người ghế trống là vì bọn Dân Chủ, nó hai đường. Một đường là thằng Cộng sản Tàu giúp đỡ Đảng Dân Chủ lập ra cái TikTok giống như Facebook để cho những tên cán bộ giả vờ tên, giả vờ địa chỉ, giả vờ để mà mua vé. Rồi nó không lấy ăn thua gì, người ta vẫn như kiến. Chưa có một ứng cử viên nào mà một tuần trước khi đến cái ngày diễn hành mà dân chúng đã đóng cắm trại dọc theo xa lộ, dọc theo đường xá để dẫn đến cái trung tâm mà có vận động tranh cử Tổng thống để họ được mong được gặp Tổng thống Donald Trump. Quý vị tìm cho tôi lịch sử Mỹ có ai như vậy không? Chứ đừng nói dân chủ. Thế mà Tổng thống Donald Trump đúng luật ngày 20 ông mới bay đến Tulsa, Oklahoma. Thì từ ngày 13, 14 dân chúng đã sắp hàng đầy đủ. Rồi đến ngày, quý vị nhớ ngày 14 tháng 6, Chủ nhật tuần trước, đó là một cái ngày American Flag Day. Cái này mở đề nói sai đề một tí cho vui. Tổng thống Donald Trump là người ái quốc. Ông sanh ra đời vào ngày 14 tháng 6. Nó cũng là ngày quốc kỳ của Hoa Kỳ. Đó là cái ngày mà hiến pháp đã định mọi công dân Mỹ phải treo lá cờ Mỹ trước nhà mỗi một năm một lần vào cái ngày vinh danh lá cờ của Hoa Kỳ. Cho nên ông nói một câu rằng là cái đại hội về football cái lần này, nếu mà các cái cầu thủ mà không đứng lên chào cờ
một cách nghiêm túc, tôi sẽ không thèm coi đá banh, coi football. Và Dương Đại Hải nó xa đời một tí, tôi sinh ra ngày 19 tháng 6 trùng vào ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi và những người ái quốc đã có một cái mầm mống ngay từ trong huyết quản. Cho nên đó là một cái điểm, hàng ngàn cái chiếc tàu ở bên Florida, ở biển Miami, quý vị có TV thấy đó, nó diễn hành để mà đề cao Tổng thống Donald Trump. Nó vừa đề cao cái lá cờ Mỹ, cắm cờ Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6, diễn hành một cách lộng lẫy, một cách huy hoàng. Rồi cộng đồng Việt Nam ở bên Florida, tôi mới nhận được điện thoại của ông Tony Vũ ở Orlando. Cộng đồng người Việt đang hợp tác với nhau để những người có tàu sẽ đi biểu diễn vào ngày Chủ nhật tuần tới. Chi tiết chúng tôi sẽ có ở Daytona Beach, Florida, để vinh danh Tổng thống và để ca tụng Tổng thống và yểm trợ Tổng thống. Nói tóm lại, Florida là quê hương thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Trước kia thì Tổng thống là công dân của New York, nhưng mà sau khi thấy New York nó cả chớn, nó làm việc không có lương tâm, ông dọn hết về Florida và nhận Florida là công dân, là quê hương của ông. Kính chúc quý vị, một lần nữa chúng tôi là xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.